Xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục về một cái loại kiếm semi lưỡi hồng. Đây là hàng của Thái Lan. Đây giới thiệu các bác, đây là cây semi lưỡi hồng. Cái thân của nó không dài đâu, lá nó không quá to. Có một cái điều dễ nhận ra nhất ở cái cây này là toàn bộ cái phần lá này nó là có một cái vân trắng. Nó có một cái đường vân trắng nó chạy từ mép lá đầu đến tận đuôi. Nhưng mà cái phần này nó lại màu tím. Đấy. Cái này em bán là 800 một thân. Đây là những cái thân to em tách riêng ra. Thì nếu các bác mua em bán 800 một thân. Còn một mẹ một con như này là 1 triệu. Đây là semi lưỡi hồng. Giới thiệu qua đây là mặt hoa của semi lưỡi hồng. Ở Việt Nam có một cái cây tên là điểu hồng, cũng rất giống cái cây này. Nhưng mà nó không phải là điểu hồng. Cây này là semi lưỡi hồng. Đấy, hoa nó cũng gần giống như cái vàng tây linh, cái mũi nó trắng, lưỡi nó hồng. Cái này được cái đẻ khỏe lắm ạ, ăn khỏe và đẻ rất khỏe. Thân, bởi vì thân nó không quá to, thân nó dòng tiên vũ nhưng không to lắm, nhìn dáng nó rất là gọn. Em bán là 800 một thân. Ngoài ra hôm nay các cái giống cát, đây là đen du nắng bò vàng. Nắng bò vàng này em vẫn bán là nắng bò vàng em vẫn bán là 65.000 một chậu. Đây, nó trồng từ cây bé này nên đến tận bây giờ cũng tương đối mất một thời gian khá dài nó mới to thế các bạn. Từ một cái cây chip chip như này này, thế là nó chỉ cao đây. Bây giờ cái này trồng ở Việt Nam nhé. Khi mà trồng ở Việt Nam thì đặc trưng của cái hàng trồng Việt Nam nó có một cái chậu đen như này này, kẹp quả dừa. Còn bên Thái thì thường thường nó sẽ có một cái đặc trưng khác. Bên Thái nó sẽ có một cái chậu nhiều lỗ ấy. Đây này, cũng là kẹp quả dừa thôi, nhưng mà ở Việt Nam trồng một kiểu đây. Đấy là Thái trồng, Thái sẽ sử dụng đúng nguyên cái chậu này. Còn Việt Nam sẽ sử dụng cái chậu này. Đây là hai cái khác nhau. Kích thước chậu có thể tương đồng như nhau. Đều to. Cái này chậu của Việt Nam to hơn tí. Cái này tại sao mà họ kẹp quả dừa? Vì họ có thể sử dụng phân tan chậm và phân bón lá. Khi nào quả dừa mục thì cây nó cũng tốt lắm rồi. À, xuất được rồi. Đen rô nắng bò vàng em bán là 65.000. Còn đây là cát vua cương sơn. Vua cương sơn đây, chuẩn bị ra hoa các bác. Mai kia hoa vua cương sơn là một trong những mặt hoa cát đẹp nhất của Đài Loan. Từng có một thời kỳ là một chỉ vàng, chỉ được vài hướng thôi. Để mà cho các bác xem. Đây là vua cương sơn. Vua cương sơn này thì em bán là hàng như này. Em bán là 200 một chậu. Đấy. Cái này lá này mọc đủ là cái mèo nó sẽ chui lên từ cái này các bác. Cái này trồng bằng giớn cù lần của Việt Nam. Hàng trồng tại Việt Nam từ lúc bé. Cây này cát của Đài nhưng lại trồng tại Việt Nam. Đây một chậu các bác nhìn thấy rất nhiều thân này. Rễ vẫn còn xanh luôn. Đấy, lấy từ Việt Nam cho nên là như vậy. Vua cương sơn bán 200 một chậu các bác nhé. Còn đây là vũ lữ vàng chanh. Vũ lữ vàng chanh thì 150 một chậu to đùng như này. Vũ lữ vàng chanh to lắm các bác. Đây là một số cái đang nụ này. Các bác lấy thì em có thể gửi được. Các bác lấy hàng lụ thì cây nó bé hơn tí. Đây. Ví dụ như hàng lụ này. Đây chậu vàng chanh nụ này. Đấy nó bé hơn tí. Nhưng mà đang nụ rồi. Nụ cái này nó khủng bố lắm. Nó dài hàng mét cơ. Còn đây là mặt hoa của nó. Nó vàng luôn. Đấy. Đấy, đây là mặt hoa của nó. Hoa này để chơi được hàng tháng rồi các bạn. Sau khi ra hết ở cái cần này thì ở cái góc này này, đây, nó sẽ ra tiếp ở đây. Đấy, điều thú vị nhất của vũ lữ là thế. Ở góc này nữa, nó có những cái. Đấy, các bạn nhìn xem. Đấy, ra hết ở đây là sẽ ra ở đây. Đấy, mắt nào đó? Đây. Tùy sai hoa, ít hoa nó sẽ ra. Đây. Đây đều là mắt hết, mắt hoa hết các bác nhé. Đấy, đấy là vũ lữ vàng chanh. Còn một cái loại vũ lữ bình thường là nó màu không phải vàng chanh. Cái màu bình thường đấy các bạn. Màu này em bán là 70.000 một chậu. Nó cũng có hoa rồi. Đây, cái này cũng chuẩn bị ra hoa tiếp này. Ở cái mắt này này. Đây các bạn, tôi nhìn thấy. Đấy,
Cái này cũng có màu vàng nhưng mà nó lại có một cái đốm lâu lâu nữa. Phút nữa này thì chỉ có 70.000 một chậu thôi. Cây đang bắt đầu phát triển rất là tốt rồi. 70.000. Bên này em có một chậu xanh Huế này giá 4 triệu này, được hai thân một mầm, xanh Huế lá sần. Lá nó sần sần, nó sùi sần sùi. Hoa nó giống nhau nhưng mà lá lại xấu hơn. Nhưng mà cây xanh Huế chuẩn thì lá vẫn cứ kiểu cong cong này. Khi các bác nhìn thấy cây mà nó cong như này là chắc chắn nó là xanh Huế nhá. Mấy cả bên dưới nó có vân màu những cái kẻ vân màu trắng trắng. Nó chạy dọc theo thân. Đấy. Cây xanh Huế này em bán là 4 triệu. Đây các bác nhìn cây vũ nữ vàng chanh này. Cái cần của nó nhìn đoạn thấy vĩ đại lắm. Nó chưa ra hoa nhưng mà nhìn dã man luôn. Còn vua cương sơn em bán 200 thôi nhưng mà nó chưa có hoa. Đây, một số chậu có mèo này thì em bán 250 nhưng mà tốt nhất các bác lấy loại chưa có hoa ấy. Đây cái này là mèo này, không biết là nép mà mèo này thì là hàng có mèo này em bán là 250. Tất cả các dòng cát thì đều có lụ, em đều bán giá cao hơn là hàng không có lụ. Còn kiếm xanh thái chậu như này là 1 triệu này. Đấy, 1 triệu một chậu xanh thái. Hoa nó cũng giống xanh Huế. Nhưng mà đặc biệt là thân nó cũng như xanh Huế nhưng mà nó lại có mùi thơm. Kiếm xanh Huế lại không có mùi. Địa lan Trần Mộng thì đây, Trần Mộng Sapa này. Em bán 100 một cân. Hoa này lâu tàn lắm. Hoa này mũi trắng. Còn đây Trần Mộng này cũng là ấy nhưng mà hoa nó vàng hơn. 100 một cân thì các bác nhé. Trần Mộng này bụi nó tầm 3-4 cân. Trần Mộng bụi nó 3-4 cân. Đấy vũ lữ các bác muốn đấy, có loại không có hoa thì nhiều thân như này thì về nó sẽ ra hoa sau. Còn đấy loại ít thân thì nó có nụ luôn. Còn đây là cát vô cương sơn này. Đây rất nhiều thân này. Các bác về các bác nhổ ra cái giấn củ lần này ra trồng vào chậu là đẹp. Bên này thì vẫn có đen rô lắng bò vàng. Đây là trầm rồng đỏ này. Trầm rồng đỏ em bán 200 một chậu. Kiếm đài. Kiếm đài gieo hạt em bán là 150 một chậu. Kiếm đài gieo hạt. Còn đây là thanh ngọc thì em bán là 150 một chậu. Giá đen rô 4N. Đen rô nắng 4N. Cây này cứ thắt ngọn là nó ra hoa các bạn. Đây. Cây này chuẩn bị thắt này. Cây này thắt thì nó sẽ có ở cái mép này nó sẽ phòi ra một cái hạt mụn. Là chuẩn bị có lụ. Đây để em cho các bác xem cái lụ nó này. Lụ đây. Đấy nó sẽ ra hoa ở đầu này. Đen rô nắng 4N này giá cũng trồng tại Việt Nam từ bé này, giá chỉ có 65.000 thôi. Đây em có hai khóm xanh Huế này. Xanh Huế sần này, có hai khóm. Còn đây là cát mili. Cát mili này thì em bán cũng 120. Hàng đang nụ. Cát mili 120. Còn cát thái đây. Cát thái thì em bán là 100. Hàng không có lụ. Còn đây là kiếm vàng thái. Kiếm vàng thái hàng này là hàng cấy mô. Hàng này chuẩn hoa đấy. Em bán 150 một chậu thôi. Cây nó cũng không đẹp lắm. Giá chỉ có 150 thôi. Kiếm vàng thái này tầm 5-6 thân, 7-8 thân đấy. Nó rẻ lắm. Mà vàng thái này rẻ lắm. Còn bên này là kiếm xanh Huế gieo hạt. Xanh Huế gieo hạt em vẫn bán là 100 một cây. Đây, số lượng em có rất là nhiều. Phan Chí gieo hạt hôm nay em cũng lấy về thêm được mấy trăm cây nữa. Phan Chí gieo hạt em cũng bán là 100 một cây. Đây, đây là Phan Chí gieo hạt. Các về có thể tách ra trồng luôn được. Đây. Cái này là gieo hạt của Việt Nam, lấy quả của Việt Nam và trồng. Còn đây là đai châu. Đai châu thì em bán là 150 một cây. Đây một cây đai châu nó như này. Các bác có thể đặt vào khay hoặc là treo lên trồng. Đây châu. Còn đây là vị hoàng này. Vị hoàng này 1,5 triệu một thân các bác nhé. Đấy em sẽ tách thân ra. 1,5 triệu một thân. Còn những chậu 2 thân như này là 3 triệu này. Chậu này 2 thân nhưng mà thân này thân to thân nhỏ thì em bán là 2,8 triệu. Còn chậu này đây. Toàn những chậu thân lá khủng nữa các bác. Giá cả em bán là dựa trên đa số là thân lá to với thân lá nhỏ. Thân lá nhỏ thì rẻ hơn. Đây. Cái này một thân to, một thân nhỏ em bán 3 triệu nhưng mà cái này một thân nhỏ, hai thân nhỏ nữa thì em cũng bán chỉ có 3 triệu thôi. Vấn đề nó nằm ở cái thân thủ của các bạn. Thân to là bóng đẹp thì là đắt.
Đấy. Cái này 3 triệu hoặc các bác có thể mua cái này cũng 3 triệu, 3 thân. Đây châu đây có nhá. Đấy, đây châu. Còn châm rồng đỏ thì đang nụ 160 một chậu. Châm rồng đỏ cao được 40 phân. Đang có lụ. Mầm gốc thì cũng bắt đầu đang có. Đây, cây này có cả mầm gốc này. Đây mầm gốc được quá. 160 một chậu. Cây này dài nhưng mà chưa có mầm gốc. Nhưng dáng chỉ 160 thôi. Đây ví dụ như cây này. 160.000 một chậu. Các bác nuôi tầm 3 tháng nữa là thành 2 thân. Kiếm Phan Chí rau hạt em vẫn bán 100. Còn hoàng nhạn này thì em bán à. Hoàng nhạn này em bán 130 cây nhá. 130 cây hoàng nhạn đây. Cây này trồng cũng vui lắm các bác ạ. Nó là hoàng nhạn. Còn đây là những cái dòng kiếm vàng Quảng Bình với xanh Huế. Nhưng mà cỡ này cỡ nhỏ chứ em chưa bán. Em để dưỡng vườn tầm tháng nữa thì em bán các bác nhá. Đấy. Em luôn luôn có cái hàng ở dự trù trước. Kiếm số 3. Kiếm số 3, số 1 Thái. Đây là số 3 của Thái này. Em bán 300. Kiếm số 3 của Thái mới kiếm số 1 của Thái. Là 300 một chậu. Đấy. Cái này đều là em được trồng thuần được 1 năm rồi đấy. Nó to hơn mọi cây xanh Huế với Phan Chí. Cho nên giá nó cũng cao hơn. Đấy. Đấy. Cảm ơn các bác.